Sáng 13 tháng 12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo Thị trường lúa gạo toàn cầu và xu hướng thời gian tới. Tham dự và chủ trì hội thảo là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang ông Trương Cảnh Tuyên. Ngoài ra còn có sự tham gia của các bộ ban ngành trung ương, địa phương, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức quốc tế. Thời gian qua, thị trường lúa gạo có nhiều biến động và khó đoán định. Để đánh giá tình hình thị trường lúa gạo từ nhiều góc nhìn khác nhau, hội thảo có sự tham gia chia sẻ, phân tích của các chuyên gia, diễn giả hàng đầu thế giới. Qua đó giúp các nhà quản lý, người dân và doanh nghiệp có định hướng giải pháp phù hợp trong sản xuất và kinh doanh lúa gạo. Hôm nay, hội thảo tôi rất là tán thành với các chuyên gia có nêu đến vấn đề cần phải xây dựng được những cái chuỗi cung ứng ổn định ở khu vực và toàn cầu. Tôi rất là nhất trí vấn đề này. Vừa qua chúng tôi cũng đã tham mưu cho đồng chí Bộ trưởng là sẵn sàng cùng với các bộ nông nghiệp các nước để chúng tôi bàn cái cơ chế để định hướng xây dựng những cái bản ghi nhớ để cung ứng ổn định cái lượng lương thực. Năm 2023, tổng diện tích gieo cấy lúa ước đạt 7,1 triệu hecta, năng suất trung bình ước đạt trên 6 tấn một hecta, tăng khoảng 100 kg trên một hecta so với năm 2022. Sản lượng ước đạt trên 43 triệu tấn lúa, tăng khoảng 420.000 tấn so với năm 2022. 11 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu gạo Việt Nam ước đạt trên 7,75 triệu tấn về sản lượng và 4,41 tỷ đô la Mỹ về giá trị, tăng tương ứng 16,2% và 36,3% so với cùng kỳ năm 2022. Giá xuất khẩu bình quân 11 tháng ước đạt 568 đô la Mỹ một tấn. Nhận thức được cơ hội thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kịp thời chỉ đạo điều hành sản xuất để tận dụng cơ hội thúc đẩy tiêu thụ lúa gạo cho người nông dân với giá có lợi, đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp dài hạn nhằm bảo đảm nguồn cung bền vững, chất lượng cao, phục vụ an ninh lương thực quốc gia và tạo sinh kế cho người dân, doanh nghiệp.